Ở công diễn năm này, khán giả không chỉ cảm nhận được sự quyết tâm của nhóm hồi sinh, mà còn được tận hưởng những màn trình diễn đặc sắc của nhóm ứng cử viên quán quân với những ca khúc tuy cũ mà mới. Ở tiết mục đường cong, Phương Vi kết hợp belly dance để phô diễn những đường cong đặc biệt trên cơ thể và thể hiện sự nóng bỏng, hấp dẫn của ca khúc. Còn Nguyên Hà đã miệt mài tập luyện vũ đạo để cho khán giả thấy một hình ảnh Nguyên Hà lột xác, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nữ ca sĩ lường trước khả năng vũ đạo của bản thân không thể tốt khi tập luyện trong một vài ngày, nên cô quyết định chọn phong cách menswear. Trong lần trình diễn cá nhân này, Trang Pháp quyết định lồng ghép tuyệt chiêu múa cột mà cô đã bỏ lỡ. Trong quá trình tập luyện, Trang Pháp gặp chấn thương nhưng vẫn kiên trì với quyết định mạo hiểm, có phần liều lĩnh của bản thân. Với tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và làm mới mình, Nguyên Hà khiến dàn chị đẹp ngạc nhiên với hình tượng lạ lẫm. Cô quyết định chọn Phương Vi để đấu điểm và giành chiến thắng. Sân khấu công diễn năm, chủ đề Nguyệt Thực còn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn về phần nghe lẫn phần nhìn. Ở cả ba nhóm nhạc qua các tiết mục mashup Diễm Xưa Đại Minh Tinh, mashup Tìm Lại Chưa Bao Giờ, mashup Tìm Lại Giấc Mơ Walkaway. Sau những màn trình diễn, Huyền Baby là chị đẹp thăng cấp không thành công và hoán đổi vị trí trong nhóm ứng cử viên quán quân cho Nguyên Hà. Huyền Baby cho biết, hôm nay cô không làm tốt lắm vì khá chủ quan, chưa thật sự mang đến tiết mục như mong đợi. Tuy nhiên đối với cô, chuyện thắng thua không quan trọng. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 sẽ được chia thành hai đêm chung kết. Dựa trên kết quả công diễn năm, Emily Bảo Toàn được vị trí nhóm trưởng và cô phải thử thách bản thân tham gia vào tất cả các tiết mục. Ở nhóm ứng cử viên quán quân nguy hiểm tại công diễn năm, Trang Pháp được tin tưởng được giao vai trò quan trọng này. Vì vậy, đội hình hai nhóm nhạc, bao gồm nhóm Emily có Emily là nhóm trưởng, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vi, Hồng Nhung, Hờ Hèn Nhiê, Diệu Nhi. Nhóm Trang Pháp có Trang Pháp là nhóm trưởng, Lan Ngọc, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Hà, Uyên Linh, Linh Ly.